Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Có 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn vào Việt Nam. Nuôi gà đẻ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hướng đi mới cho nhiều hộ chăn nuôi. Hà Nội, nhiều điểm dịch vụ ăn uống đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đảm bảo an toàn cho khách hàng. Vĩnh Phúc khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm hiện tại, có 788 doanh nghiệp của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Trong đó, các quốc gia có số lượng lớn doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam, gồm Hoa Kỳ 141 doanh nghiệp, Tây Ban Nha 139 doanh nghiệp, Italia 120 doanh nghiệp, Pháp 61 doanh nghiệp. Về phía Việt Nam, số doanh nghiệp tham gia nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn thay đổi theo từng giai đoạn. Trong năm 2019, có 150 doanh nghiệp. Từ đầu năm 2020 đến ngày 13 tháng 4, có 108 doanh nghiệp. Về lượng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu trong năm 2020, tính đến ngày 13 tháng 4, Việt Nam nhập khẩu hơn 46.400 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để bình ổn giá thịt lợn, không có cách nào khác là phải khẩn trương tăng nguồn cung bằng việc thúc đẩy phục hồi đàn lợn. Tuy nhiên, sau dịch tả lợn châu Phi, tốc độ tái đàn còn rất chậm do nhiều khó khăn về nguồn giống. Kiểm tra tại một trong những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá tình hình tái đàn đang theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, đây là những trang trại có khả năng chủ động được nguồn giống. Còn với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì vẫn khó tiếp cận do giá con giống lên tới 3 triệu đồng một con. Trang trại này có công suất 15.000 con giống mỗi năm, trong đó cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 con. Những ngày này nhu cầu tái đàn tăng cao nhưng khả năng cung ứng của doanh nghiệp thì có hạn. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhìn nhận chỉ khi người chăn nuôi tái đàn trở lại, làm tăng nguồn cung thịt lợn thì mới mong kiểm soát được giá thịt lợn trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tất cả người dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh, không lơ là chủ quan, nghiêm túc thực hiện triệt để những văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, cũng như khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống đại dịch. Cùng với đó, luôn giữ vững tâm lý tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiền ở thôn Nọng Quang, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên tiếp tục tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay gia đình ông đang có hơn 50 con lợn nái và khoảng 200 con lợn thương phẩm. Đã xác định là chăn nuôi thì phải cố gắng thôi. Những cái gì khó khăn thì phải cố gắng vượt qua. Đấy, năm ngoái thì là dịch lợn, năm nay dịch người, đâm ra gia đình cũng gặp nhiều khó khăn về trong lĩnh vực đấy, phải phấn đấu được. Tái đàn sau dịch bệnh, huyện Vị Xuyên đã tiến hành rà soát toàn bộ các hộ, gia trại chăn nuôi lợn trên địa bàn, nhất là các xã vùng có dịch để hướng dẫn tái đàn theo quy định. Các trang trại, gia trại chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học. Xây dựng kế hoạch là tháng khử trùng tiêu độc để vừa là khử trùng về cái dịch COVID, vừa là cái khử trùng về cái công tác là chăn nuôi để những cái hộ trước kia đã bị dịch tả lợn châu Phi, bây giờ chúng tôi đã là phun khử trùng để phục vụ cho công tác tái đàn. Những người chăn nuôi lợn thì tích cực tái đàn, yên tâm phát triển chăn nuôi để đảm bảo cung ứng thịt lợn ra thị trường. Còn trên những cánh đồng, người nông dân cũng tích cực tăng gia sản xuất, chăm sóc cho những luống rau của mình. Dịch bệnh như thế này thì họ kiêng không ra ngoài đường nhiều thì mình cũng sẵn sàng nhiệt tình để ship đến tận nhà. Mình cũng ship quanh gần thôi chứ cũng không hay ship xa, mấy cả có khi cũng ship về quê, rau sạch gửi về xuôi. Dịch bệnh khiến cho các hoạt động dịch vụ, thương mại có phần trầm xuống, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự tin tưởng, chủ động của người nông dân, tin rằng những chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó lĩnh vực sản xuất nông nghiệp năm 2020 của huyện Vị Xuyên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ tìm tòi, học hỏi và qua nhiều năm làm việc tại các trang trại ở Trung Quốc, vợ chồng anh Phạm Ngọc Quý, thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, sau khi về nước đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà theo phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là phương pháp mới được một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã áp dụng 2 năm nay. Giảm chi phí chăn nuôi 7%, giảm số trống sử dụng 6 lần, tỷ lệ phôi và tỷ lệ nở của trứng gà đạt 90-95%. Hiện tại, trang trại của anh Quý nuôi 4.000 gà đẻ và 5.000 gà hậu bị.
Cứ cuối giờ chiều, anh Quý sẽ bắt gà trống bố lấy tinh, sau đó pha với dung dịch pha tinh chuyên dụng để làm loãng rồi bơm ngay vào gà mái đẻ với tần suất 5 ngày một lần. Nhờ việc thụ tinh nhân tạo mà giảm được lượng gà trống bố so với cách nuôi truyền thống và hiệu quả đem lại cao hơn. Bọn tôi ở đây nếu mà như thụ tinh gà sống thì một con gà sống có thể thụ tinh được tầm 45 đến 50 con mái. Như chăn nuôi thì truyền thống thả bẹt một con chọi 9 đến 10 con là cao lắm. Nếu mà tỷ lệ nở của tôi 10 quả trứng nở ra được 9 con. Con giống khỏe hơn, giá cả lúc nào cũng chênh lệch so với cả gà nuôi truyền thống. Nếu cho gà trống đạp mái tự nhiên, tỷ lệ trứng có phôi đạt khoảng 70%, nhưng thụ tinh nhân tạo cho gà, tỷ lệ trứng có phôi đạt đến trên 90%. Gà con nở ra đồng đều về màu sắc, sức đề kháng tốt. Mỗi ngày gia đình anh Phạm Ngọc Quý cung cấp ra thị trường trên 2.000 con gà giống với giá bán tại thời điểm này 12.000 đồng một con, cho doanh thu một ngày đạt 24 triệu đồng. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng để thực hiện được công nghệ thụ tinh nhân tạo, người chăn nuôi cần phải nắm được kỹ thuật thao tác chính xác, đúng thời điểm, cơ sở chăn nuôi đảm bảo. Cái này đầu tư nó lớn hơn và nhưng mà hiệu quả của nó thì lại cao hơn. Quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, chọn giống thì mình phải biết rõ nguồn gốc con giống thì mình chăn nuôi nó sẽ không bệnh tật. Chăn nuôi gia cầm gần đây phát triển, kéo theo đó là nhu cầu con giống cũng không ngừng tăng lên. Việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo sẽ đáp ứng đầy đủ hiệu quả hơn nhu cầu của sản xuất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đang dự thảo thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự thảo thông tư này quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 16.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn 0% một năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn 0% một năm. Thời gian tái cấp vốn là 364 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, nhất là thế mạnh của từng vùng, tỉnh Thái Nguyên đang hỗ trợ và giúp đỡ bà con phấn đấu sản xuất chè đạt gần 11.000 tấn. Năm 2020, huyện Võ Nhai phấn đấu trồng mới 40 hectare chè cành, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên trên 1.300 hectare, sản lượng đạt gần 11.000 tấn chè búp tươi, tăng 120 tấn so với năm 2019. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, tổ chức các lớp tập huấn, kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè, khuyến khích bà con mạnh dạn trồng mới, trồng thay thế diện tích chè trung du già cỗi bằng các giống chè lai năng suất, chất lượng cao. Ngoài ra, Võ Nhai tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng thêm 30 hectare chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nâng tổng diện tích chè Việt Gáp toàn huyện lên 90 hectare. Sau khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, tại một số địa điểm công cộng ở thành phố Hưng Yên, nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang, phớt lờ khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Rất dễ dàng bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang và không thực hiện nghiêm quy định về giữ khoảng cách, tình trạng tập trung từng nhóm để nói chuyện, trao đổi tại các khu vực như chợ Phú Hiến, chợ Gạo, chợ Hiến Nam, vỉa hè của nhiều tuyến đường như thế này. Đây cũng là biểu hiện của chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Trước thực trạng này, rất cần Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương tiếp tục giám sát, nhắc nhở và xử phạt để răn đe các trường hợp không chấp hành đúng các quy định. Về phía người dân, cần tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, các dịch vụ ăn uống được phép mở cửa trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Và để thực hiện tốt yêu cầu này, nhiều nhà hàng quán ăn đã thực hiện lắp đặt những miếng chắn vách ngăn giúp cho việc giữ khoảng cách giữa mọi người được tốt hơn. Một quán cơm bình dân trên phố Phủ Doãn, Hà Nội. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo giãn cách xã hội, chủ quán đã tiến hành làm những tấm chắn như thế này, đảm bảo mỗi người khách đến ăn sẽ được ngồi trong một ô riêng biệt và không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mình không làm được cố định, thì mình làm di động, thì chỉ có đi mua các cái tấm chắn mica này về, cũng tạm thời thiết kế theo cái kiểu như của các văn phòng ấy, để phòng ngừa cho người ta tốt nhất.
để cho người ta ăn cơm, người ta khách vào ăn cơm người ta cũng an toàn và đảm bảo. Mô hình ngăn cách chỗ ngồi đang được rất nhiều dịch vụ ăn uống áp dụng. Những tấm chắn làm bằng mica hay nhựa được lắp chắc chắn ngăn cách giữa các dãy hoặc người ngồi đối diện. Thiết kế này khiến khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng các dịch vụ công cộng. Em cũng có rất là ngại khi mà đến những cái điểm địa điểm đông người như này, nhưng mà sau khi là mùa dịch thì đây là những địa điểm mà phải đến sau mùa dịch, sau cái mùa mà cách ly. Và khi mà nhìn thấy những trang thiết bị này thì em cũng yên tâm hơn khi mà đi vào quán. Việc lập tấm chắn mang tới hiệu quả nhất định trong việc phòng dịch. Tuy nhiên, nó chỉ dễ dàng áp dụng trong các quán ăn nhỏ. Tại các quán cà phê hay quán nhậu, việc thực hiện giãn cách lại không được triệt để khi số lượng khách vào luôn đông đúc. Lối lỏng lệnh cách ly không có nghĩa là dịch bệnh đã hết. Nếu không được kiểm soát, việc ngồi san sát nhau như thế này sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu như dịch bệnh quay trở lại. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức và ngày càng hiểu thêm về giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang ngày càng tham gia nhiều hơn loại hình bảo hiểm này với mong muốn có cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động. Anh Trần Văn Quyết, thôn Đồi Cao, xã Hợp Châu, làm nghề kinh doanh cây cảnh, làm việc tại khu vực tự do, phi chính thức. Thông qua nhiều lớp tập huấn của bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo, anh đã biết đến và hiểu về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do vậy đầu năm nay, anh Quyết đã tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện. Càng tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Quyết nhận thấy những lợi ích rất thiết thực của loại hình bảo hiểm này. Vì vậy, anh đã quyết định làm thủ tục đăng ký thêm cho vợ để đảm bảo cho cuộc sống của hai vợ chồng khi về già. Thì chúng tôi là người dân lao động tự do, cái hai là cũng là những cán bộ làm việc không chuyên trách, không được thuộc diện là đóng bảo hiểm bắt buộc. Do vậy là việc tham gia được cái bảo hiểm nhà nước đề ra như này là rất là tốt. Đảm bảo cho người dân khi mà tham gia thì sẽ có cái quyền lợi khi mà về già ta được hưởng lương. Cái thứ hai là khi cái bảo hiểm này nó có rất nhiều cái mức đóng mà rất phù hợp cho cái người lao động, đặc biệt là người lao động ở nông thôn. Đấy. Ông Trần Văn Bình trước đây có tham gia công tác nhưng được đơn vị cho về khi chưa đủ thời gian làm việc để được lĩnh lương hưu. Do vậy ông Bình đã tham gia hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian trước đó, với mức phí đóng 600.000 đồng một tháng. Giữa năm 2018, ông Bình bắt đầu được hưởng chế độ hưu trí. Số lương hưu này cũng giúp cho ông có cuộc sống ổn định khi về già, giảm bớt gánh nặng cho các con. Ngoài cái sổ lương hưu thì tôi còn được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế, cho nên là cái cuộc sống cũng cơ bản ổn định. Thế thì có chế độ hưu là tôi cũng còn tham gia sản xuất thêm, cho nên là cuộc sống cơ bản ổn định, các con cũng không phải yên tâm, không phải lo lắng rồi thì chi phí giúp đỡ bố mẹ. Hiện nay theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đảo, đã có trên 220 người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó có rất nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Tính từ đầu năm 2019 đến hết tháng 10, số thu từ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 1,7 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã và đang khẳng định tính nhân văn sâu sắc trong chính sách an sinh xã hội của nhà nước đối với người dân. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tiếp tục siết chặt quản lý biên giới nhằm ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép tại các khu vực biên giới. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã lập thêm các chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24 giờ mỗi ngày, đảm bảo ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Những ngày qua đã phát hiện và đưa gần 200 trường hợp nhập cảnh trái phép về khu cách ly theo quy định. Cán bộ chiến sĩ trên các điểm chốt, quán triệt tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, không để dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lào Cai. Ở trên biên giới chúng tôi đã thành lập 4 chốt trên 16 đồng chí cán bộ chiến sĩ bám trụ 24/24 để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn cái tình trạng người dân tham gia xuất nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn cái dịch bệnh nó vào biên giới địa bàn của chúng tôi phụ trách. Trước tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, ngày 25 tháng 3, tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo khẩn về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu chính quyền cơ sở từ thôn bản, tổ dân phố, cảnh sát khu vực tiếp tục ra soát các trường hợp có nguy cơ, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn,
Những ngày nghỉ lễ thì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang được lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng vẫn tập trung triển khai mạnh mẽ. Những chiến sĩ mang quân hàm xanh ngày đêm ở chốt chặn, kiểm soát tình hình xuất nhập cảnh ở biên giới, đồng hành cùng địa phương và nhân dân kiểm soát dịch ngay từ tuyến đầu Tổ quốc. Một buổi tối ở chốt chặn cột mốc 643, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, Thượng úy Nguyễn Vũ Lê, đội trưởng đội vận động quần chúng cùng đồng đội đang chuẩn bị cho buổi tuần tra kiểm tra. Đã hơn 2 tháng kể từ Tết, anh Lê không được về nhà. Công việc hàng ngày của anh và đồng đội tại chốt chặn là kiểm soát không cho công dân xuất cảnh và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đặc biệt là những ngày mưa gió thì sương muối vào ban đêm, những ngày mưa gió là anh em đa số là phải trực qua đêm, làm các nhiệm vụ là sáng hôm sau là về là cũng ướt hết, có nhiều đồng chí là ốm, mệt và hôm sau thì cũng không thể tiếp tục ca trực buổi sáng nữa. Từ cái sinh hoạt hàng ngày thì anh em trên cái tinh thần, đặc biệt là được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chỉ huy đồn, làm tốt cái công tác tư tưởng nên là cán bộ chiến sĩ ở đồn thì rất là yên tâm công tác. Xe máy chở từng can nước sạch trên con đường gập ghềnh vào chốt chặn. Những bữa ăn đạm bạc vội vàng. Những buổi tuần tra hay đi xuống từng nhà dân tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch COVID-19 là cuộc sống và công việc đã diễn ra hơn 2 tháng nay của những cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tổng Cọt. Những vất vả, nỗ lực của lực lượng biên phòng đã đạt được những kết quả đáng mừng. Ở các địa bàn xung yếu là đơn vị trong thời gian qua cũng đã làm tốt công tác ngăn chặn dịch bệnh, là đến thời điểm là không có công dân nào từ Trung Quốc trở về và công dân của Trung Quốc sang Việt Nam. Họp thì luôn tuyên truyền là không cho đi tiếp xúc với người nước ngoài và sang Trung Quốc làm một cái gì. Đấy, nếu về thì phải cách ly, sân nó cũng không dám đi. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã thành lập 70 chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt tuyến biên giới, đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để vận động quay lại cũng như tiếp nhận những công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đưa đi cách ly theo quy định. Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai các cái nội dung phòng chống dịch đến cán bộ chiến sĩ trên toàn tuyến biên giới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc cái việc phòng chống dịch như chống giặc. Những việc làm của những người lính quân hàm xanh ở biên giới đang trở thành chỗ dựa vững chắc ở tuyến đầu Tổ quốc, góp phần cùng toàn dân đẩy lùi dịch COVID-19. Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Cạn về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng, năm 2010, Công ty Cổ phần Điện và Gỗ Bình Minh nhận trên 40 hectare đất ở khu vực thôn Khuẩy Mạ, xã Bằng Thành để trồng rừng. Tuy nhiên, trên 40 hectare công ty này mới trồng keo được gần 26 hectare, còn lại là đất trống chưa trồng rừng, đất có rừng tự nhiên phục hồi. Đặc biệt hiện nay diện tích trồng rừng của công ty đã đến tuổi khai thác nhưng doanh nghiệp này lại không chịu khai thác để trả lại đất cho dân. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn và các sở ngành đã có nhiều văn bản chỉ đạo công ty khai thác gỗ rừng trồng và giao lại đất cho địa phương quản lý. Tại thôn Khuẩy Mạn, trên diện tích rừng mà công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh khai thác vào tháng 11 năm 2019, nhiều khúc gỗ keo có đường kính 20 đến 40 cm vứt ngổn ngang trên rừng và tại bãi tập kết. Từ đó đến nay, công ty tạm ngừng việc khai thác gỗ. Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành đã có nhiều văn bản đề nghị và liên hệ với công ty để đẩy nhanh tiến độ khai thác để giao đất cho xã, nhưng công ty này vẫn chưa có câu trả lời. Xã thì cũng đã tạo điều kiện cho công ty để thực hiện việc khai thác. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì công ty chưa thực hiện được. Lập hồ sơ đất đai thì chỗ công ty Bình Minh cũng chưa làm. Dự án trồng rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cấp phép năm 2010 với tổng diện tích trên 40 ha tại thôn Phia Đâm, Khuẩy Mạn, xã Bằng Thành. Trong đó công ty đã trồng keo gần 26 ha, còn lại là đất trống chưa trồng rừng, đất có rừng tự nhiên phục hồi. Quá trình thực hiện dự án, công ty chưa lập hồ sơ đất đai theo quy định, chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất để thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi công ty yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án khai thác gỗ trên những diện tích đã trồng, thời gian hoàn thành là quý 3 năm 2019, lập hồ sơ đất đai gửi về Ủy ban nhân dân huyện Bắc Nẵm để giao lại cho địa phương quản lý xong trong quý 4 năm 2019, nhưng đến nay công ty mới khai thác được 3 ha trên 14 ha keo. Chính quyền có cấp có thẩm quyền ấy thì đề nghị cho bên công ty nó lên khai thác sớm ấy, để cho nó bàn giao lại cái đất này cho xã. Trước thực trạng trên,
Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nẵm và tỉnh Bắc Cạn cần sớm có những biện pháp mạnh để công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh thực hiện đúng cam kết khai thác gỗ, trả lại đất cho địa phương, tránh gây dư luận không tốt trong nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.